Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Khi Nga thay đổi, Mỹ và Ukraine hiểu rằng tất cả đã chấm hết. Xung đột Nga-Ukraine, nghị sĩ Mỹ lo viện trợ rơi vào hố sâu, Liên Hiệp Quốc quan ngại về đạn trùm. Chuyến thăm Nga chiến lược của ông Kim Jong-un Giới chuyên gia quân sự nhận định, khi Nga nhận ra sai lầm và sửa chữa, thì Mỹ và Ukraine đã không còn có cơ hội giành chiến thắng trên chiến trường. Khi Nga thay đổi, Mỹ và Ukraine hiểu rằng tất cả đã chấm hết. Chuyên gia quân sự quốc tế nhận định, cuộc phản công của Ukraine đã dần dần thất bại và quân đội Nga đã bảo vệ thành công các phòng tuyến mà họ đã kiểm soát, liên tục và hầu như luôn bổ sung kịp thời cho các đơn vị những nguồn lực cần thiết trong thế trận phòng thủ. Theo tác giả Jaroslav Dimchuk viết trên tờ Reporter của Nga, phòng thủ trong quân sự hầu như luôn coi là hậu quả từ việc mất đi thế chủ động chiến lược. Tuy nhiên trong tình huống này, đây là sự chủ động của Nga nhằm làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của phương Tây. Giới quân sự Moscow cho rằng quyết định đúng đắn duy nhất là đợi cho đến khi sự ủng hộ của các nhà bảo trợ phương Tây của Ukraine suy yếu, khi họ hiểu rằng việc chiếm lại Crimea và Donbass là vô vọng lực lượng vũ trang Nga đã có sự chuyển đổi chiến thuật từ tấn công ồ ạt, giàn trải lực lượng quá mức với phạm vi bao phủ rộng trong những ngày đầu tiên của chiến dịch đặc biệt sang phòng thủ hợp lý với các cuộc tấn công cục bộ, kết hợp với hỏa lực quấy rối. Theo các chuyên gia, nhìn chung trong giai đoạn đầu lực lượng Nga đã không thể giữ được các vùng lãnh thổ mới chiếm được và đã phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết về địch thủ dẫn tới đánh giá thấp lực lượng vũ trang Ukraine một yếu tố liên quan là sự ảo tưởng của một bộ phận tướng lĩnh và giới truyền thông. Một bức tranh thông tin sai sự thật đã được phát đi, trong khi có sự bất đồng trong giới lãnh đạo quân đội. Trên thực tế, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, các yếu tố quan trọng của cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine không bị phá hủy hoàn toàn, mà chỉ một phần, và chúng được khôi phục khá nhanh, dẫn tới việc lực lượng Nga đã hoàn toàn bất ngờ về khả năng kháng cự của quân đội Ukraine sau đó những điều chỉnh bắt buộc và đôi khi không được lòng dân nhưng hữu ích đã được thực hiện bao gồm cả lệnh huy động một phần và sự tham gia của nhóm quân sự tư nhân wagner pmc giờ đây cả thế giới đã công nhận việc cung cấp các thiết bị đắt tiền của phương tây thêm cả bom chùm và đầu đạn uranium nghèo cùng với nhiều tháng huấn luyện tại các cơ sở huấn luyện của nato đã không mang lại thành công như mong đợi cho cuộc phản công lực lượng vũ trang Ukraine vẫn sử dụng các chiến thuật đơn điệu là chế áp các vị trí của lực lượng phòng thủ Nga bằng hỏa lực pháo binh để mở đầu cho các cuộc tấn công. Mà đây chỉ là một trường hợp điển hình khi một cuộc tấn công trực diện không hiệu quả. Ngược lại, Kupian là một ví dụ thành công về việc quân đội Nga đang thực hiện chiến lược phòng thủ có tấn công, vừa phòng thủ vừa tấn công, hay nói cách khác là vừa chủ động tấn công vào các mục tiêu tấn công, vừa phòng ngự chủ động ở các địa điểm cần tiêu hao sinh lực đối phương. Các tướng lĩnh Ukraine coi cuộc tấn công của Nga ở Kupyansk của Kharkov là một phần của chiến dịch phòng thủ vùng Zaporozhye, dưới hình thức tấn công nghi binh nhằm ngăn chặn Kiev tập trung binh lực vào mũi tấn công phía nam mở đường tới biển Ajot. Tuy nhiên, các nguồn thông tin mở trên mạng xã hội đang rầm rộ phát đi thông tin rằng Moscow đã tập trung khoảng một nửa lực lượng ở khu vực tác chiến phía Bắc thuộc quân khu phía Tây của Nga, đối diện với hướng tấn công chính của nhóm quân phía Đông của Ukraine. Sự tập trung binh lực lớn như vậy cho thấy ý định nghiêm túc của Nga về một cuộc tấn công thực sự, chứ không phải là một cuộc tấn công nhằm phân tán binh lực của Ukraine theo kiểu vây ngụy, cứu triệu. Lưu tâm đến những thất bại trong quá khứ ở Kharkov, Bộ Chỉ huy của Nga đã chú trọng việc xây dựng các hệ thống lô cốt, hầm hào, công sự đáng tin cậy và có chiều sâu. Việc tích cực sử dụng mìn là điều kiện phòng thủ lý tưởng với hệ thống giải mìn tầm xa, phóng bằng các cụm rocket. Điều này giúp quân Nga có thể nhanh chóng và an toàn triển khai một bãi mìn nhất định trong thời gian ngắn hoặc sắp xếp cả những điều bất ngờ khi gài mìn cả trong các chiến hào giả được chuẩn bị đặc biệt mục đích của phòng thủ theo lớp là ngăn chặn và tiêu diệt phương tiện thiết giáp và nhân lực địch ngay cả khi họ vượt qua được các bãi mìn hào chống tăng và các chướng ngại vật như tuyến bê tông răng rồng thì họ vẫn phải hứng chịu hỏa lực có chủ đích từ tuyến thứ hai thứ ba các đơn vị pháo binh của Nga nổi bật bởi tính cơ động, khả năng phát hiện chính xác các mục tiêu mới, tái thiết lập và thực hiện các cuộc tấn công trong vài phút. Về vấn đề này, nổi bật là các chuyên gia pháo binh của quân đoàn 1 Donetsk và quân đoàn Lugan, Severodonetsk số 2, bao gồm chủ yếu là quân dân Donbass trước đây. Nhờ kinh nghiệm quân sự và khả năng chỉ huy tài giỏi, họ thường hoàn thành các nhiệm vụ được giao tốt hơn những người lính hợp đồng. Ngay cả sự không may đến từ sự ra đi của nhóm quân sự tư nhân Wagner đã tước đi khả năng phòng thủ tấn công của 20.000 chiến binh có kinh nghiệm, nhưng Nga cũng có đủ lực lượng để thay thế. Giới chuyên gia cho rằng hiện nay, cuộc chiến tiêu hao vẫn là con đường duy nhất dẫn đến chiến thắng. Trọng tâm của Moscow là làm suy yếu niềm tin cuồng tín của Kiev và đồng minh phương Tây vào thành công của chiến dịch phản công được triển khai từ đầu tháng 6, và đã có sự hiểu biết đúng đắn về những gì đang xảy ra và sự thất yếu trong kết cục của cuộc chiến. Thống đốc Kharkov Oleksiy thừa nhận rằng quân Nga vẫn chưa từ bỏ kế hoạch chiếm toàn bộ khu vực này và có lẽ trận đánh vào thành phố Kupian chỉ là sự khởi đầu. Vị quan chức Ukraine này không hề đơn độc trong nhận định của mình mà đã nhận được sự tán đồng của các chuyên gia quân sự Nga. Chuyên gia Alexander Khodakovsky khẳng định rằng Moscow không thể thắng nhiều phòng thủ, nhưng khi cần thì phải thủ thế, tạm nhường thế chủ động cho Kiev để câu giờ đồng thời làm cho lực lượng Ukraine bị kiệt sức và chuyển hóa tình hình dần dần nghiêng về phía có lợi cho Nga. Xung đột Nga-Ukraine, nghị sĩ Mỹ lo viện trợ rơi vào hố sâu, Liên Hiệp Quốc quan ngại về đạn trùm. Moscow nêu thương vong của VSU ở Bamut và Novo -Doroges. Hungary nói về người di cư từ láng giềng là một số tin tức đáng chú ý về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ukraine mất 230 người ở Bamut và Novo trong tuần qua. Người đứng đầu lâm thời do Nga bổ nhiệm tại Cộng hòa Nhân dân Lugan cho biết, trong tuần qua, các lực lượng vũ trang Ukraine VSU đã thực hiện một số nỗ lực vượt qua phòng tuyến song không thành công. Những nỗ lực của họ nhằm đột phá vào các vị trí tiền phương của chúng tôi ở Novodorujes, Gorigoroka và Bamut, Karechenika đã kết thúc với tổn thất lên tới 230 nhân sự. Quan chức này cũng cho biết các đơn vị súng trường cơ giới được hỗ trợ bởi máy bay không người lái UAV và các đơn vị pháo binh đã tấn công và tiêu diệt 22 pháo và súng cối, hơn 15 súng không giật, ATGM, súng máy và súng phóng lựu, hai xe bọc thép, tám xe hung vi và tám kho đạn dược. Hệ thống tác chiến điện tử và phòng không đã đẩy lùi 28 nỗ lực vượt qua không phận Lugan và bắn hạ 40 UAV VSU. Phía Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên. Hungary sẽ không dẫn độ người Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự. Phát biểu trên truyền thông Hungary, Phó Thủ tướng nước này George Chenman khẳng định, tất cả những người di cư Ukraine có thể coi mình là người tự do ở Hungary và độc lập quyết định xem nên ở lại, đi sang phương Tây hay quay trở lại Ukraine. Chúng tôi không tiến hành điều tra đối với bất kỳ người di cư Ukraine nào để tìm hiểu xem họ có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự hay không. Hungary không dẫn độ họ về Ukraine. Theo thống kê của Hungary, trong một năm rưỡi qua, hơn một triệu người Ukraine đã di cư tới Hungary. Song phần lớn trong số họ đã đến các nước thành viên Liên minh châu Âu EU khác. Hiện có một số thông tin cho biết, Áo cũng từ chối dẫn độ những người Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự, trong khi Ba Lan bắt đầu dẫn độ những người này theo yêu cầu từ Kiev. Liên Hiệp Quốc quan ngại về đạn trùm tại Ukraine. Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký kiêm đại diện cấp cao của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị, Izumi Nakamisu nhấn mạnh, các báo cáo liên quan đến việc vận chuyển và sử dụng đạn trùm trong xung đột khiến chúng tôi rất quan ngại. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần kêu gọi cần chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng đạn trùm. Những loại vũ khí như vậy cần phải bị xóa bỏ. Mỹ đã chi hơn 100 tỷ USD cho Ukraine. Vào ngày 12 tháng 9, chính quyền Mỹ xác nhận đã viện trợ tổng cộng hơn 100 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Cụ thể trả lời yêu cầu của Đảng Cộng hòa ở Thượng viện về việc hạch toán khoản hỗ trợ của Washington dành cho Kiev đã muộn tới 7 tháng. Nhà Trắng đã chuyển một bảng tính chi tiết gần 101,2 tỷ USD viện trợ đã gửi hoặc đã cam kết. Ngoài ra, Washington cũng dự kiến chi thêm 9,8 tỷ USD cho Kiev, song song với khoản viện trợ mới 24 tỷ USD mà ông Biden yêu cầu từ Quốc hội vào tháng trước. Phản ứng trước thông tin này, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Vansi của bang Ohio cho biết chúng ta phải ngừng lún vào hố sâu của Ukraine. Trước đó, ông Vansi và hàng chục nhà lập pháp Đảng Cộng hòa khác đã yêu cầu Nhà Trắng thông tin về chi tiêu cho Ukraine vào tháng 1 và đặt ra thời hạn là khoảng ngày 7 tháng 2 năm nay. Ông Salada Young, giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng, đã bảo vệ việc chi tiêu quá mức trong lá thư hồi đáp. Bà viết, sự hỗ trợ này rất quan trọng đối với sự thành công của Ukraine trên thực địa, cũng như khả năng chịu đựng của người dân Ukraine trong những điều kiện khắc nghiệt. Washington hiện là nhà tài trợ lớn nhất cho Kiev, trong khi đó theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, tính đến đầu mùa hè này, tổng viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine đã lên tới 165 tỷ euro. Cho đến nay, các nhà lập pháp Mỹ đã phê duyệt 113 tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Nước này cũng đã dẫn đầu một chiến dịch trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga liên quan tới cuộc xung đột. Chuyến thăm Nga chiến lược của ông Kim Jong-un Ông Kim Jong-un đến Nga bằng tàu hỏa riêng vào hôm 12 tháng 9 để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong bối cảnh Washington cảnh báo khả năng hai bên giao dịch vũ khí. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết chuyến thăm Nga của ông là một sự thể hiện rõ ràng về tầm quan trọng chiến lược của quan hệ giữa hai nước. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định chuyến thăm liên bang nga của ông là một biểu hiện rõ ràng cho thấy lập trường của đảng và chính phủ Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên ưu tiên tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Triều-Nga. Những hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim đến nhà ga xe lửa ở thị trấn biên giới Khasan vào sáng ngày 12 tháng 9 và được chào đón bởi các quan chức cấp cao từ Moscow và các khu vực khác. Ông cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên nga Alexander Kolob. Hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên có thể gặp gỡ tại sân bay vũ trụ Vostony ở miền đông nước Nga. Chuyến đi đánh dấu chuyến thăm Nga lần đầu tiên của ông Kim sau gần 4 năm và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau đại dịch Covid-19. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên, chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại